Rồi chào cả nhà nhé. Ở đây mình sẽ quay một vòng đá ông địa cho cả nhà xem nhé. Nay thứ bảy mà khách đông chưa từng thấy luôn cả nhà. Đây mình đang đứng chỗ ngay khu sơ linh cả nhà nhé. Rồi mời cả nhà theo chân mình nhé. Đây mình sẽ quay đi xuống, mình quay thực tế luôn, xuống quay bãi biển cho nhà thấy thực tế luôn nhé. Chỗ này có quán cà phê chiêu chiêu luôn này. Đấy. Cái gì cũng có hết. Đấy. Đây trước mặt mình là bãi đá ông địa này. Khách thì thôi ở đây, cả nhà coi này, khách này. Đây. Khách chưa? Quá trời khách luôn này. Chỗ này mà có lúc phải kẹt xe luôn cả nhà này. Đấy. Đây. Mình sẽ quay sơ bãi biển cho nhà xem nhé. Giờ này cũng là 6 giờ tối rồi này mà còn đông như này cả nhà thấy không? Mình quay mà sớm tí nữa thì đẹp. Quay sớm tí nữa thì bắt đầu nó có đúng là mặt trời lặn luôn cả nhà. Đây nguyên bãi biển đảo này thấy không? Đó. Khách đông nghẹt luôn cả nhà thấy không? Này. Đây là dưới biển nhá, mình sẽ quay ở trên này. Đây trên đường này, cả nhà thấy không này, xe Honda, xe ô tô này kín luôn này. Mình sẽ đặt tên cái click này là buổi chiều đá ông địa nhá, này nhá. Đấy. Buổi chiều nhưng mà không có hoàng hôn cả nhà, rất là đẹp luôn này nhá. Đây. Này nó có cái hàng dừa nữa này, rất là nhiều người đến đây tắm luôn này cả nhà, xe rất là nhiều luôn này. Đây có mấy chị bán bánh gì đây nhỉ? Bánh này kêu bánh gì vậy? Lọc tôm đặc sản luôn em. À. 20.000 hộp. Đây cả nhà ra Phan Thiết thì nhớ ăn cái món này đặc sản này nhá. Ừ. Món này kêu món gì vậy? Đặc sản á em. Nhưng mà cụ thể là món gì? Đặc bột lọc. À, bột lọc này hả? Bột lọc tôm. Đây mình đang quay ngay chỗ bãi đá ông địa nhà nhé. Đấy. Khi có ra đây các bạn nên ăn cái món này rất là rẻ, có 10.000 một hộp thôi cả nhà. Cảm ơn chị nhé. Đây hiện tại mình đang quay chỗ này rất là đông người nhà ơi. Chỗ này là đối diện cái chỗ Silin của Dạng Đông nữa nhà. Đây. Xe đông nghẹt luôn, không có đường đi luôn này cả nhà thấy không? Này. Đấy mình sẽ lên đây mình quay cho nhà xem thấy thực tế luôn này. Này. Lấy giờ mình đi cũng khoảng tầm cỡ lửa cây số rồi cả nhà thấy không? Mà xe đầy luôn, khách quá trời luôn. Tuần nào cũng vậy nha, thứ bảy là khách rất là đông nha này. Đây dưới này có một cái miếu mà rất là linh thiêng này, cả nhà đấy. Nó đang cúng này thấy không? Đấy, người dân ta đi biển đấy này, ta xuống đây ta cúng như này nhá. Lúc này thì trời nó cũng hơi tối cả nhà. Mình quay nói chung nó không được lét lắm. Nhưng mà thôi mình cứ quay để những cái thước phim chân thực nhất để cho cả nhà xem nhé. Cái thứ hai nữa gió nó cũng hơi ồn. Cả nhà nghe quay cũng nghe cũng thông cảm nhé. Đấy. Đấy. Chỗ đoạn này nó gần 2 cây số thôi nhưng mà nó đặc kỳ thế cho cả nhà thấy không? Đấy. Ở đây nó bán rất là nhiều đồ ăn vặt đây nè. Ở đây chơi thì các bạn không phải đóng phí gì hết đâu. Đây. Hơi tối rồi nè. Đấy, nhưng mà biển đẹp lắm. Ở đây nhà thấy biển đâu. Cái đoạn ra bãi đá ông địa này tắm ok luôn nè nhá. Đấy, nhà thấy không? Rất là đông này, nhà thấy không? Đủ hết cả món này, bán viên chiêm như này nhá. Khách rất là đông rồi, nhà thấy không? Này. Đây thực tế này nha. Đấy các bạn, mình thấy zoom cho nhà xem này. Nó tầm 2 cây số nhá, đông nghẹt khách luôn này, nhà thấy không? Đó. Đây view hơi bị đẹp rồi nè. View biển quá đẹp luôn nhà ơi.
các chỗ nào cũng đông cứng luôn nhỉ. Đây mình quay thực tế cho nhà xem cái view biển này đẹp, rất là đẹp này. Đấy, chiều mà các bạn ra đây ngắm biển thì thôi rồi nè. Đấy, các bạn thấy view biển đẹp không? Đấy, rất là đẹp luôn. Ra đây là các bạn có buồn vui cũng xả hết ra biển này nhé. Đấy, chiều chiều mà ra ngắm biển thì không còn cái gì bằng này cả nhà. Thôi bé bé, em cho anh hỏi cái em nhà gần đây không? Dạ. Em có hay ra đây chơi không? Dạ không, ừ, nhưng mà em ra đây cảm thấy biển thế nào? Dạ biển ở ngoài đây này bạn. Đẹp đúng không? Dạ. Nhưng mà nhà gần đây không? Dạ em ở trong Phan Thiết, trong thành phố. À, từ đây ra Phan Thiết, từ đây vào Phan Thiết khoảng tầm có 5 cây số này nhé. Thì buổi chiều các bạn ra đây rất là đẹp luôn này. Đấy, đặc biệt các bạn ra đây các bạn nhìn thấy hết cái cảnh đẹp vào cái khu vực này nhé, nhé. Có thể nhìn vào Phan Thiết được luôn này. Đó. Bây giờ buổi tối hơi tối tối luôn. Ở nhà xem thông cảm nhé. Đấy. Rất là đông khách luôn này. Đấy, cả nhà thấy chưa? Cái đoạn này nó eo lượn, nó ra ngay biển luôn, rất là đẹp đấy. Thôi trời nó đã tối rồi nhá, mình cũng quay không được nữa. Không được còn cái led đẹp nữa cả nhà. Rồi mình chào cả nhà nhá. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ nhá. Cả nhà xem được video mình nhớ thả tim chia sẻ cho mọi người nhá. Đây là mình nói lại là đây là bãi đá Ông Địa nhá cả nhà nhá. Nó thuộc thành phố Phan Thiết cả nhà. Đấy.